Trong thông báo đăng tải trên trang mạng của Amaq, IS khẳng định đối tượng tấn công là một chiến binh của chúng. Tuy nhiên, IS không đưa ra bằng chứng cụ thể cho tuyên bố này. Trước đó, truyền thông Bỉ ngày 30 tháng 5 đưa tin một đối tượng đã nổ súng bắn chết hai cảnh sát và một người qua đường tại trung tâm thành phố Liège, miền đông nước này. Lực lượng an ninh đã bắn hạ đối tượng sau khi hắn bắt giữ một phụ nữ làm con tin. Một tin xác nhận vụ việc cũng khiến hai cảnh sát bị thương. Văn phòng công tố Liên bang Bỉ đánh giá đây là một vụ giết người mang tính chất khủng bố. Theo cơ quan này, các bằng chứng tới thời điểm hiện tại cho thấy đây là vụ cố ý giết người mang tính khủng bố. Hiện thủ phạm được truyền thông Bỉ xác định là Benjamin Ekman, 31 tuổi và mang quốc tịch Bỉ. Hắn cũng bị tình nghi sát hại một người khác ngay trước khi tiến hành vụ xả súng. Các nhà điều tra đang tập trung tìm hiểu liệu đối tượng hành động một mình hay có đồng phạm. Vụ xả súng sáng 29 tháng 5 tại thành phố Liège làm 3 người thiệt mạng. Ban đầu, hung thủ dùng dao tấn công hai nữ cảnh sát, cướp súng của họ và quay lại xả súng bắn chết hai cảnh sát và một thanh niên 22 tuổi đang ngồi trong ô tô. Lực lượng an ninh đã bắn hạ hung thủ sau khi tên này chạy trốn vào khuôn viên trường phổ thông Leonie de Waha và bắt giữ một phụ nữ làm con tin.